Luật sư riêng của nghi phạm khẳng định người này đang thực hiện quyền im lặng và không nhận bất kỳ tội danh nào. Nghi phạm, theo truyền thông Na Uy, là một thanh niên 21 tuổi có tên Philip Mansaus. Nghi phạm đang phải đối mặt với cáo buộc giết em gái kế 17 tuổi và cố ý giết người khi xả súng vào thánh đường Hồi giáo Anor, khiến một người bị thương. Trong khi đó, phía cảnh sát cho biết đang xem xét bổ sung thêm tội danh cố ý tiến hành khủng bố đối với Mansaus. Cảnh sát cũng đã yêu cầu mở một phiên tòa xét xử đối tượng này trong vài tuần tới. Các chứng cứ ban đầu cho thấy nghi phạm mang tư tưởng cực hữu và bài nhập cư.